Tôi nghĩ rằng là cái hoàn cảnh lịch sử Việt Nam có những cái thời kỳ mà có nhiều cái lực lượng chính trị khác nhau. Tôi nói ngay từ thời kỳ xa xưa, thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh thôi, thì nó vẫn là một quốc gia thống nhất, Đại Việt. Cũng như sau Hiệp nghị Geneva, dù có chia cắt phía Bắc và phía Nam với 97, thì về nguyên lý nước Việt Nam vẫn là thống nhất, cũng như quy định là 2 năm sau thì tổng tuyển cử. Cho nên tôi cho rằng lúc này thì lúc vào thời điểm năm 74, thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa được thi đúng cái trách nhiệm của mình, mà được những cái cam kết quốc tế đảm bảo. Cho nên tôi nghĩ rằng đây, Tổ quốc Việt Nam thì chỉ có một thôi, còn chính thể có thể có nhiều. Cho nên cái việc đây là cái nghĩa vụ chung của bất kỳ một cái chính thể nào đối với cái nhận đối với lãnh thổ của Tổ quốc thôi. Ngoài cái công hàm năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng thì phía Trung Quốc cũng đưa ra nhiều cái tài liệu để nói rằng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã nhiều lần tuyên bố rằng Hoàng Sa là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Ví dụ như là cái tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm năm 1956 hay là cái tuyên bố của miền Bắc năm 1965 về cái vùng chiến sự của Mỹ, hay là các bản đồ mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã sử dụng trong các năm 60, 72 và 74. Thì là một người nghiên cứu về sử học thì ông nghĩ gì về những cái tài liệu này cũng như giá trị pháp lý của chúng ạ? Chúng tôi thì chưa được tiếp cận với trực tiếp cái bản gốc. Thế nhưng mà nếu có chuyện đó có xảy ra tôi thấy cũng không có gì là lạ cả. Bởi vì vào cái thời điểm đó thì chúng ta đều biết rằng là Việt Nam đang diễn ra một cuộc chiến tranh. Và rõ ràng là Trung Quốc đang là đồng minh trực tiếp của miền Bắc Việt Nam. Vì thế có, và hơn nữa là những mối quan hệ được xây dựng từ trong thời kỳ chiến tranh chống thực dân Pháp ấy, thì có thể tạo ra một cái, tôi có thể nói thẳng là có thể là một sự bất cảnh giác. Và đấy chính là cái chỗ mà người Trung Quốc thâm hiểm họ muốn khai thác những cái đó. Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn thấy, nhìn vào theo cái chiều dọc của lịch sử, cái tính liên tục của nó, thì ta thấy là rất nhiều cái bằng chứng là Việt Nam đã thực hiện cái chủ quyền của mình từ các thời kỳ quân chủ, thời kỳ nhà chủ Nguyễn và trước đó là các chú Nguyễn. Rồi chúng ta có biết rằng là người Pháp biến Việt Nam thành thuộc địa, cũng thực thi cái quyền ngoại giao của mình, cũng đã khẳng định tất cả. Và quan trọng nhất là đến năm 1974 thì cái sự hiện diện của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở trên Hoàng Sa nói riêng và ở những cái hòn đảo ngoài Biển Đông nói chung thì nó là bằng chứng rõ ràng. Và cái trận chiến năm 1974 thì đều nói hết sức rõ ràng. Rõ ràng là vào cái thời điểm đó chúng ta đều biết rằng là theo hiệp định thì tất cả cái lãnh thổ nào và ở của Việt Nam ở phía Nam vĩ tuyến 17 thì đều thuộc quyền quản lý của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên tôi nghĩ rằng là đương nhiên là người Trung Quốc sẽ cố gắng tìm mọi cái chi tiết để chứng minh, nhưng mà nếu nhìn theo toàn tổng thể, toàn bộ cái lịch sử, nó tính liên tục của nó thì thấy nó chỉ là những cái chi tiết tôi nghĩ không có quan trọng. Vâng, thưa ông cho rằng là cái biểu hiện thay đổi quan điểm trong vấn đề vinh danh những tử sĩ Hoàng Sa thì nó có thể giúp được gì cho Việt Nam trong vấn đề đòi lại chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa trong tương lai, thưa ông? Tôi cho trước hết là cần học cái bài học lịch sử. Nhất là bài học lịch sử trong quan hệ với phương Bắc ấy. Thì nếu chúng ta nhìn vào đọc kỹ lịch sử, cứ khi nào trong nước có mâu thuẫn, trong nước không ổn định, rồi là không đoàn kết thì mất nước. Thì họ luôn luôn khai thác cái đó. Vì thế tôi nghĩ rằng là để bảo vệ cái chủ quyền của Việt Nam, kể cả những cái vùng đất mà hiện nay Trung Quốc đã chiếm đóng, thì việc đầu tiên là người Việt Nam phải biết đoàn kết lại với nhau và thống nhất với nhau cái ý chí rằng đấy là lãnh thổ của chúng ta. Còn thời gian thì chúng ta phải chấp nhận một cái quá trình mà trong cái thế giới hiện đại ngày nay thì chúng ta không thể không dựa vào những cái cam kết quốc tế, những cái luật quốc tế để mà chúng ta có thể giải quyết nó một cách cân bằng, không phải chỉ quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc mà quan hệ giữa Việt Nam, Trung Quốc với cả khu vực có liên quan.